Người đàn ông này đang cắt món ăn, mỗi nhát dao anh cắt xuống so với miếng vàng còn muốn mỏng hơn. Sau đó nhanh chóng xử lý thực phẩm, tỉa hoa xếp đĩa, đưa thức ăn lên bàn. Khách hàng đều vô cùng kinh ngạc, đẹp thế này thì sao lỡ ăn. Ngoài làm cơm ra, anh còn có thể gấp hoa bằng giấy bạc. Vì đao pháp điêu nghệ, đầu bếp nhận được rất nhiều sự hâm mộ từ các chị em. Nhưng anh không phải là một đầu bếp, mà là một sát thủ chuyên nghiệp. Kể câu chuyện từ mấy ngày trước đó, người đàn ông tên Jung Wook vốn là một sát thủ chuyên nghiệp Hàn Quốc. Anh từ trước ra tay chưa bao giờ thất bại. Phía khác chúng ta có Jae Sung là một anh chàng chuyên thất bại, thậm chí muốn kết liễu đời mình cho khỏi có lỗi với đời. Nhà của anh luôn luôn bừa bộn như cái hố xí, có thể nói là một người hoàn toàn trái ngược với sát thủ Jung Wook. Sáng hôm đó, sau khi giết người còn vết máu, Jung Wook đến phòng tắm công cộng, Jae Sung tắm bên trong rơi cục xà bông. Jung Wook đang bước đi không may giẫm phải, kết quả ngã xuống đập đầu một cái. Chìa khóa vì thế cũng rơi đến chân Jae Sung. Jae Sung đang định trả lại, bất chợt lại muốn đổi lại chìa khóa xem sao. Kết quả Jung Wook bất tỉnh được đưa đến bệnh viện, cùng với bọc quần áo được lấy trong tủ của Jae Sung. Còn Jae Sung bên này mở tủ của Jung Wook, lại đổi sang thân phận của anh, trở thành một người đàn ông thành đạt. Anh nhìn thấy người phụ nữ cho thuê phòng, lần này giàu có rồi, này đây là tiền thuê nhà một năm, thừa không cần trả, đừng có làm phiền tôi nữa là được. Sau đó anh lấy ra chìa khóa xe của Jung Wook. Ôi cái siêu xe này thật là phê làm sao, rất dễ dàng đi trả toàn bộ số tiền nợ nần. Ôi cuộc sống này thật là tươi đẹp. Nhưng Jae Sung biết mình vẫn là một tên khốn, dù sao cũng nên trả lại cho người ta. Vốn dĩ anh muốn đến viện trả lại đồ cho Jung Wook, không ngờ đến nơi phát hiện ông chú đã mất trí nhớ rồi. Jae Sung vô cùng đắc ý, vậy thì đổi thân phận luôn một thể đi cho rồi. Jae Sung mất đi ký ức, hoàn toàn không nhớ mình là ai. Điều đáng sợ nhất là anh không có tiền, không trả nổi tiền viện phí. May thay, có một người phụ nữ đi đến. Jun Hee thấy anh rất đáng thương, thôi đã làm người tốt thì làm cho đến cùng vậy. Không những giúp anh trả viện phí, còn theo như địa chỉ trong túi tiền, lái xe đưa anh trở về nhà. Ông chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chết tiệt, sao giấy tờ của tôi lại chỉ có 32 tuổi nhỉ? Ôi trời, sao lại ít tuổi thế? Sau khi đến nhà mở cửa ngạc nhiên vô cùng, trong nhà toàn là rác vô cùng bừa bộn. Nhưng trong ấn tượng của Jung Wook, anh là người rất kỹ tính, làm sao có thể để nhà bừa bộn thế này? Jung Wook tuy rằng mất đi ký ức, nhưng thói quen vẫn luôn không đổi, chỉ một lát trong nhà đều được lau chùi sạch sẽ. Anh còn ghi lại thông tin của chính mình, tôi tên Jung Wook, năm nay 32 tuổi. Sau đó hết, anh gì cũng không nhớ nữa, ra ngoài tìm hàng xóm hỏi xem sao, không may đụng phải một tên đầu gấu. Tên mưu manh hùng vổ định đánh anh, Jung Wook khởi động theo bản năng, trong phút mốt cho tên kia đo ván, hả gì thế này, mình sao lại biết đánh nhau. Không những biết đánh nhau, mà kỹ năng dùng dao của Jung Wook thuộc hàng thượng thừa. Vừa hay quán ăn nhà cô gái còn thiếu một đầu bếp, liền mời anh đến giúp đỡ, cũng coi như trả ơn cô em. Sát thủ đỉnh cao dùng dao làm đầu bếp, người bình thường quả thật không thể kịp nhìn. Công phu dao của anh ấy thật sự là ở tầm đỉnh của đỉnh, rất nhanh chóng đã thu hút được rất nhiều fan. Nhà của cô gái đã trở thành tiệm hot nhất trên mạng. Cô gái hỏi Jung Wook sao lại biết cách dùng dao như vậy. Anh cũng không biết vì sao nữa, chỉ biết cầm dao lên, linh hồn liền không thể nào bình yên được. Mỗi ngày cứ thế qua đi, một hôm anh phát hiện trên lịch có lời nhắc nhở, ngày 24 đến nơi nào đó quay phim. Trong chớp mắt anh liền hiểu, có lẽ trước lúc mất trí nhớ mình là diễn viên, nhưng rõ ràng không có thiên phú, diễn phạm nhân quả thật anh nhịn không nổi. Diễn cực hình thì ép cho đồng nghiệp đau đến chết đi, thật sự là không thể chịu nổi với ông thần diễn viên quần chúng này, rất nhanh bị đạo diễn đuổi đi thẳng cẳng. Nhưng Jung Wook vô cùng kiên cường, không biết diễn thế thì luyện, anh mua một quyển sách bắt đầu nghiên cứu cách diễn, thế nào gọi là biểu cảm, cái gì gọi là kịch tính, là nghẹn ngào, tất cả đều học qua một lần đã thuộc. Rất nhanh cơ hội đã đến, đạo diễn sắp xếp anh đóng vai phim hành động. Jung Wook được diễn cùng bên cạnh nam chính, không ngờ rằng Jung Wook thân thủ nhanh nhẹn, thật sự là đánh cả phần của nam chính rồi. Cảnh quay thứ hai, Jung Wook được nói một câu thoại, biểu cảm quá tốt, ok, thật sự là màn này quá tuyệt. Rất nhanh phim liền hot vô cùng. Jung Wook cũng vì diễn xuất boy ngầu thu hút được vô số fan, càng làm cho nhà hàng của cô bạn trở nên đông khách. Cô bạn gái cũng đến làm trợ tá cho anh, đạo diễn liền cho anh từ vai quần chúng nhảy lên vai nam phụ. Chuyện này thật sự khiến cho nam chính căm ghét. Trong một phân cảnh Jung Wook phải chịu đòn, nam chính nhân cơ hội ra tay đánh thật đau, còn ra sức đạp Jung Wook xuống hố không có màn chắn. Đạo diễn vội vàng ra cản lại, cứ tưởng Jung Wook đại nạn rồi, không ngờ anh vẫn ngoi lên hoàn thành cảnh quay xuất sắc, nhờ tận tâm với nghề. Jung Wook rất nhanh trở thành một ngôi sao lớn. Phía Jae Sung về nhà Jung Wook, khi vào cửa anh lại kinh ngạc không thôi, đúng là người giàu có khác, đồ dùng đều là đồ đắt tiền, cuộc sống có tiền là thế này sao? Jae Sung vui mừng khôn xiết, anh mở tivi lên, nhưng trong tivi lại phát hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đây vốn dĩ là camera của sát thủ theo dõi cô gái kia. Jae Sung mở tủ tìm đồ ăn, ai ngờ tìm thấy một hộp toàn tiền là tiền. Thế là con vợ gọi đầy một bàn sơn hào hải vị về thưởng thức, muốn lấy một bình rượu ra uống, không ngờ lại kéo ra một cách cửa bí mật, bên trong cất giấu rất nhiều vũ khí, hộ chiếu 18 quốc gia, còn có rất nhiều thông tin trên tường. Trên tường màn hình camera đều là cô gái đó, còn có các tài liệu ghi rõ thông tin. Jae Sung khẳng định vị đại thúc này là cảnh sát, có lẽ theo dõi cô gái này là vì muốn bảo vệ cô ấy. Bây giờ không may ông chú đó mất trí nhớ rồi,
ai sẽ bảo vệ em nó chứ? Nhìn hình dáng ngọt nước của cô em, Dè Súng biết mình nhất định phải thay ông chú kia bảo vệ. Anh tìm cơ hội gặp mặt cô em, cùng cô từ từ thân thiết. Một hôm cô gái đi bệnh viện gặp người theo dõi, Dè Súng vội kéo cô gái bỏ chạy thoát khỏi kẻ kia. Hai người trốn trong xe nhờ vậy mà thoát nạn. Từ đó hai người ngày càng thân thiết. Sau đó anh lại tặng cho cô một món quà trước cửa. Cô gái cứ thế lại gần anh, chỉ có mình anh ấy bầu bạn bên cạnh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình yêu của hai người càng lúc càng nóng bỏng hơn. Cuối cùng anh chàng quyết định xúc than nàng ấy. Trong lúc anh vô cùng hưng phấn việc ngoài ý muốn xảy ra, điện thoại của Giang Wok để ở nhà đổ chuông. Anh vô cùng run rẩy nghe điện thoại. Đối phương hẹn gặp mặt nói chuyện khiến anh chàng đơ người. Nhưng nghe thấy đối phương muốn trả thêm tiền, cho nên Dè Súng đã đến chỗ hẹn. Không ngờ đối phương lại rất sợ anh. Anh chỉ kéo kính xuống đã khiến họ sợ thon thót. Trong lúc nói chuyện, anh dần dần hiểu ra có cái gì đó sai sai. Thì ra ông chú không phải cảnh sát mà là sát thủ. Cô gái muốn tố cáo công ty còn lấy cả USB làm chứng cứ, cho nên bên công ty thuê sát thủ đến giết cô. Dè Súng vội vàng đến báo tin cho cô gái, hứa sẽ bảo vệ cô mọi giá thì thôi. Phía công ty thấy sát thủ không giết cô gái, lập tức ra lệnh cho đàn em thuê sát thủ khác đi giết ngay. Phía bên này, Giang Wok cùng Jun Hee cũng bắt đầu hẹn hò với nhau, trao cho nhau những cục đờm béo ngậy. Anh đã nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ cùng Jun Hee trong lúc cuộc sống đang thuận gió xuôi bướm. Nhưng rồi khi trở về cùng Jun Hee, trong cơn mưa, Giang Wok nghe thấy tiếng nhạc trong xe. Đột nhiên một hình ảnh quen thuộc xuất hiện trong đầu. Cái đêm anh giết người, bài hát phát trong xe cũng là ca khúc này. Chớp mắt anh liền nhớ ra tất cả. Anh là một sát thủ, không phải là một diễn viên gì đó. Giang Wok nhanh chóng trở về nhà mình, lại phát hiện trong nhà vô cùng bừa bộn. Anh biết đã có người đang dùng thân phận của anh, hưởng thụ cuộc sống của anh, chính là kẻ đã chơi anh ở trong nhà tắm. Ngay lập tức sát thủ số 1 Hàn Quốc Giang Wok tìm đến nơi, đạp cho chàng ta ngã lăn ra đất. Không ngờ anh và cô gái lại quen biết với nhau. Hóa ra Giang Wok là sát thủ số 1 Hàn Quốc, nhưng trước giờ không giết người. Anh ta mỗi lần nhận lời đều sẽ tạo cái chết giả để bảo vệ nạn nhân, rồi sau đó bí mật đưa ra nước ngoài. Bây giờ cả Dè Súng cũng đã lọt vào tầm ngắm. Giờ muốn cứu lại phải cứu thêm một kẻ an hại này nữa. Vì để cứu mạng hai người, Giang Wok quyết định diễn một màn lớn. Anh giả làm một sát thủ mới gọi điện ông chủ, tiếp đó lại tìm đến hiện trường, chuẩn bị đạo cụ sẵn sàng, cùng hai người kia thương lượng chi tiết về cách thức giả chết. Nhưng còn một điều là cô người yêu Jun Hee thì sao đây? Anh sợ chuyện sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ rằng liên lụy đến cô. Anh cuối cùng quyết định chia tay trong nghẹn ngào nước mắt của Jun Hee. Tất cả đã hoàn thành kịch hay bắt đầu. Khi mọi người đến điểm hẹn trước, Dè Súng kéo cô em ra, đứng trước mặt ông chủ diễn như thật, một đao đâm xuống, khiến mọi người đều sợ vô cùng. Hung ác như vậy sao? Thấy cô em vẫn có thể di chuyển, Dè Súng lại bồi thêm một dao nữa. Được rồi, đã giải quyết xong, các người cút đi. Đám người nhìn anh hung dữ không dám làm gì. Lúc đó Giang Wok xuất hiện, giả vờ giết Dè Súng để bịt đầu mối. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý đấu một trận sống chết với nhau. Vốn đã tập luyện trước nên trận đấu diễn ra vô cùng khốc liệt. Giang Wok đâm một nhát lùng đùi Dè Súng. Cứ làm theo như kịch bản đã viết, Dè Súng sẽ chết ở địa điểm đánh dấu sẵn. Chính lúc đó bạn gái Giang Wok chạy vào. Thì ra cô không chấp nhận chia tay anh, muốn đến giải thích chuyện này rõ ràng. Nhưng Giang Wok càng giả vờ như không biết. Jun Hee lại càng tức giận, càng lao vào sân si sắp phá hỏng vở kịch. Anh vừa gọi em là cái gì? Giang Wok chỉ có thể nhỏ giọng giải thích, nhưng trái tim của cô không chịu nghe. Đến nước này hết cách rồi, vì không để bại lộ thân phận chỉ có thể tiếp tục diễn tiếp. Dè Súng nhận được ám hiệu, lao tới dùng dao đâm vào Giang Wok. Cô em kia một bên ấn nút, một chiếc container rơi xuống. Đám người bên ngoài tưởng rằng tất cả đã bị đè bẹp. Giang Wok bên trong bịt chặt miệng Jun Hee, Dè Súng thì xả van bơm máu chảy ra lênh láng. Đám người sợ hãi cho rằng mọi người chết hết rồi, chẳng nghi ngờ gì nhanh chóng rời đi. Mọi người đều thở phào, sau này sẽ không có ai đuổi giết họ nữa. Trên đường trở về, Giang Wok giải thích tất cả với bạn gái. Anh sau này sẽ rửa tay gác kiếm, sẽ không bao giờ làm việc này nữa. Jun Hee cảm thấy bản thân bị lừa bấy lâu càng tức giận hơn. Hơn nữa, Giang Wok nói bản thân năm nay 45 tuổi. Ôi, thế là bằng tuổi chú của em rồi. Đúng lúc này, xe hai người đến phim trường. Tiện thể Giang Wok xuống diễn cho kịp lúc. Jun Hee bên ngoài đợi xem anh diễn, đạo diễn chăm chú ghi hình. Không ngờ rằng đây là một màn tình cảm. Giang Wok quyết định tỏ tình với Jun Hee, cuối cùng đã đổi lại được trái tim của người đẹp. Sát thủ số 1 Hàn Quốc cuối cùng cũng có gia đình hạnh phúc của mình, cùng cô người yêu xinh đẹp bằng tuổi cháu gái. Anh vẫn tiếp tục làm nghề diễn viên, hơn nữa còn nhận Dè Súng vào làm đệ tử. Phim tới đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay thì cho mình một đăng ký nhé. Bye bye. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để mình biết nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.